Những loạt hoàng hiệu xa xỉ, đây là món quà cực choáng mà Ngọc Trinh tặng công ty Hoàng Kiều. Ngọc Trinh đáp lại sự chiều chuộng của bạn trai tỷ phú dành cho mình. Kể từ khi con tim vui trở lại, cũng là lúc người hâm mộ chứng kiến sự chịu chơi của Ngọc Trinh khi mua sắm loạt hàng hiệu. Tuy nhiên, đây được cho là những món quà mà nữ hoàng nội y được bạn trai tỷ phú Hoàng Kiều dành tặng khi chuyện tình cảm ngày càng thăng hoa. Bạn thân của chân dài Venus từng tiết lộ, trong 2 ngày shopping ở Mỹ, Ngọc Trinh đã tậu về loạt đồ có giá trị khoảng 60.000 đô, hơn 1,3 tỷ đồng. Gà cưng của ông bầu Khắc Tiệp rinh cả về một núi hàng hiệu, người đẹp ngày càng được bạn trai lớn tuổi chiều chuộng vô cùng. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng Ngọc Trinh cũng là người biết điều và có qua có lại. Bằng chứng chính là thông tin mới đây cho biết mỹ nhân quê Trà Vinh đã tặng một tác phẩm nghệ thuật bằng vàng 24 carat cho tập đoàn của doanh nhân giàu có. Trên Instagram của RIAS, viết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, lần đầu tiên trong 36 năm thành lập lịch sử của công ty RIAS, công ty mới nhận được một món quà tặng quý giá và đầy đủ ý nghĩa thuận buồm xuôi gió từ Ngọc Trinh, con thuyền chở đầy yêu thương và tiền bạc. Được biết, ông Hoàng Kiều không chỉ giới thiệu người yêu trẻ trung, gợi cảm với gia đình mà còn cả với nhân viên tập đoàn RIAS, một số truyền thông và nghệ sĩ nổi tiếng ở Hollywood. Tập đoàn của ông Hoàng Kiều cảm ơn món quà ý nghĩa giá trị từ Ngọc Trinh. Cận cảnh tác phẩm nghệ thuật vẫn còn là sự tò mò đối với người xem.